trong những ngày cận Tết như thế này thì người lớn có biết bao nhiêu là việc để lo. Như chúng ta vừa nói, nội mà lên một cái danh sách để lo quà Tết không thôi là cũng đã đau hết cả đầu rồi, còn khối lượng công việc cuối năm phải hoàn thành cho đúng hạn nữa cũng là một cái khối lượng công việc mà nó khiến cho thời gian của chúng ta bị san sẻ đi rất là nhiều. Đặc biệt là thời gian dành cho gia đình cũng gần như không có. Và với những ông bố bà mẹ mà hàng ngày còn phải lo thêm chuyện là đón con cái sau giờ học thì quả thực đây là một bài toán đau đầu. Có những người á mà bây giờ cũng không thể nhờ người khác đi đón con hộ thì bắt buộc phải trông hết vào những cái phương tiện công cộng. Trong đây thì có lẽ là chỉ có Phương Thảo thì đang trải nghiệm điều này là rõ nhất thôi. Vân Anh chứ. Bởi vì mặc dù là mình không có trải nghiệm là đưa con đi phương tiện công cộng, nhưng mình có trải nghiệm tuổi thơ gắn liền với phương tiện công cộng. Bởi vì có một thực tế là mình là một người không biết đi xe. Mình không biết đi xe đạp, không biết đi xe máy. Và gần đây thì mới biết lái ô tô, thì mới tham gia giao thông thôi. Thế còn trước đó là không bao giờ cầm tay lái. Và mình đi xe buýt là bắt đầu từ hồi cấp 2, phải đi xe buýt đến cấp 3 luôn đó. Và có rất là nhiều những cái trải nghiệm. Và lúc đầu thực ra là bố mẹ cũng đưa đi. Cấp 1 thì gần nhà nên có thể là đi bộ được. Cấp 2 thời gian đầu là bố mẹ sẽ đưa đi. Và những cái ngày đầu tiên á là bố phải đi cùng với mình suốt một cái xe buýt. Thế xong là dặn là lên bến nào, xuống bến nào, cẩn thận qua đường chỗ nào, rồi lưu ý những điểm gì, và phải đi với mình khoảng vài tuần á. Đến khi mình quen, sau đó thì mới để mình tự đi một mình. Và lúc đó thì lúc đầu thực ra là cũng khá là bỡ ngỡ nha. Thế nhưng mà sau dần cũng quen. Nhưng mà khi mà đi xe buýt rồi, tất nhiên chúng ta không nói tới những yếu tố tiện lợi mọi người đều thấy rồi. Một là nó cũng khá an toàn. Thứ hai nữa là trong những cái lúc mà mưa gió thì nó trên chuyến xe đấy thì chúng ta cũng không bị mưa nắng gì cả. Nhưng mà đi bộ thì chúng ta vẫn phải chuẩn bị những cái áo mưa hay là ô đi. Và ngoài ra được cái là bố mẹ cũng có thể là an tâm khi mà biết là con mình cũng biết được cái lộ trình của tuyến đi. Nhưng sẽ có rất là nhiều những cái rủi ro gặp phải. Đầu tiên mẹ từng gặp đó là muộn giờ học. Bởi vì chúng ta không chắc chắn là xe buýt sẽ đến đón mình lúc nào. Và tiếp nữa là cái chuyến xe đấy mình có lên được hay không. Bởi vì ngày xưa Vân Anh đi học á, là những cái giờ mà đi học và những cái giờ mình về là những giờ tan tầm. Và lúc đó thì xe buýt rất đông. Đôi khi thực sự mình lại sức con gái nữa, mình không thể che lên nổi. Đến lúc xe buýt mở cửa ra là mình đã thấy là người đứng đến cửa rồi luôn á. Mình thấy là mình mà lên nữa chắc là mình bẹp dí được như con kiến luôn. Thành ra là hoặc là có những xe mà người ta không nhận khách nữa, người ta đi qua luôn. Nhưng mà thế là mình bị lỡ xe. Nhưng mà tiếp nữa hay không, từ em ké cái này. Sau đó thì từ là ngày xưa người nói một. Đó, sau đó một cái câu chuyện nữa đó là ngủ quên trên xe. Bởi vì khi mà mình phải đi đường xa mà mình lại có ghế ngồi chẳng hạn, mà giờ đi học thì rất là buồn ngủ. Đó, và mình ở trên đấy là mình yên tâm, mình ngủ ngon lành. Và đến khi mình choàng mắt tỉnh dậy là đã quá vài bến rồi. Và sau đó là phải sang đường bắt xe quay lại, rồi là có thể là lúc đấy đã trễ giờ học rồi. Rủi ro một cái nữa đó chính là những cái lúc mà mưa này, nắng này hay là ngập lụt chẳng hạn, thì ngoài việc là chúng ta trên xe buýt thì an toàn, nhưng mà chúng ta phải đi từ nhà ra bến xe, rồi chúng ta phải đi từ bến xe đến trường chẳng hạn. Và trên cái quãng đường đấy thì cũng sẽ phải dãi nắng dầm mưa. Tiếp nữa đó chính là việc mà chúng ta có thể mất đồ. Và mình từng mất đồ trên xe buýt rồi. Mình đã từng để điện thoại vào trong ba lô. Và đến lúc mà mình xuống xe thì vào lớp, khi mà hết giờ xong mình mở ba lô ra thì không còn thấy chiếc điện thoại nữa. Mà mới nhớ ra là lúc đó khi ở bến xe đã có người, có thể là người ta đã theo dõi mình và thấy là mình để điện thoại trong ba lô, và người ta lên cùng mình cái chuyến đấy luôn. Và lúc mà xe chật đông mà ba lô mình lại đeo phía sau, và rất là dễ là mình không để ý là mình sẽ mất đồ thôi. Đó, có rất là nhiều thứ mà đúng là khi mà bố mẹ có con nhỏ mà nếu như mà con mình đi phương tiện công cộng thì cũng sẽ lo lắng những đúng điều rồi đó. Phương Thảo thì cũng đã đi xe buýt rất là nhiều lần trong khi mà mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng như chị Vân Anh thì đúng là một trong những cái tình trạng mà mình cảm thấy lo lắng nhất là bị mất đồ. Và có nhiều hôm trễ học, bởi vì là mình khi bị người ta móc điện thoại á, thì mình vô tình mình la lên theo một cái phản xạ là mất túi. Thế là xong rồi, rất là may đi hôm đó là có những cái chú công an, chú đã phục kích ở trên xe, cái là chú bắt luôn một đội móc túi trong cái thời điểm đó luôn. Hên thế là buổi sáng không phải hên chị, mà em buổi sáng em bắt đầu phải nghỉ học và lên viết bản tường trình. Và quả thật, nhưng mà đúng là khi mà có được sự chuẩn chu của công an hoặc là địa phương thì chúng ta yên tâm hơn khi đi xe buýt. Hay là cái tình trạng mà ngày xưa hai chị em mình hay bị đó là chúng ta không có bắt được, hoặc là chúng ta bị trễ chuyến xe buýt, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ đúng là kiểu văn minh và hiện đại hơn, khi mà bây giờ chúng ta ai mà sinh viên hoặc là học sinh mà sử dụng xe buýt thì đều có một cái app
lịch trình di chuyển. Khi mà tới xe buýt thì ví dụ như là mình ở nhà đó thì mình đi ra khoảng tầm 1-2 phút hoặc là nhiều hơn nữa thì mình sẽ vẫn canh được khi nào xe buýt tới cái điểm của mình, thì rất là thuận tiện để chúng ta có thể di chuyển bằng xe buýt. Nhưng mà nếu mà xe buýt nó không được đi được đúng lộ trình dự kiến mà nó bị trễ giờ vì các điều kiện tắc đường thời tiết thì bây sao? Giờ người ta cập nhật vào hệ thống hết luôn, tức rồi là cập nhật liên tục trên đường di chuyển luôn và cập nhật theo thời gian thực đúng không? Dạ vâng, chính xác. Vậy rất là thuận tiện cho chúng ta khi mà di chuyển luôn. Bởi vậy bây giờ em thấy là mọi người cũng ưu tiên việc là đi xe buýt hơn. Và bây giờ những cái chuyến thì nó cũng nhiều hơn, đặc biệt là bây giờ cao điểm thì chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm bằng xe buýt. Nhưng mà đối với Phương Thảo khi là cũng đã là một người mẹ rồi thì mình cũng rất là lo lắng khi mà con mình với cái hành trình di chuyển bằng xe công cộng. Bởi vì chúng ta chắc hẳn là ví dụ như là con chưa có được những kỹ năng thì chúng ta phải đồng hành, giống như là ba của chị Vân Anh ngày xưa là cũng bắt đầu đi cùng con để con hiểu là chúng ta cần phải trải qua cái cuộc hành trình di chuyển như thế nào, có những cái vấn đề gì nguy hiểm có thể xảy ra thì từ đó thì con có thể lường trước được những vấn đề, chứ không phải là tự nhiên bảo là hôm nay người ta bảo là nên đi phương tiện công cộng, thế là con ơi đi phương tiện công cộng đi, bắt đầu bỏ con một mình giữa chợ như vậy thì là không được, đúng không ạ? Và có một cái điểm cộng nữa mà mình cũng muốn chia sẻ trong thời điểm này, đó là trong thời gian gần đây chúng ta thấy là cái chỉ số ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn rất là cao, và đã có những cái phóng sự chia sẻ về việc là khi mà có những cách để chúng ta có thể có một cái bầu không khí trong lành hơn khi tham gia giao thông. Bởi vì một trong những nguyên nhân mà khiến cái lượng bụi cũng như là ô nhiễm tăng cao chính là do phát thải của các cái phương tiện trên đường. Và khi mà đo cái chỉ số khi chúng ta đứng ngoài đường và khi mà ngồi trên xe buýt thì ở trên xe buýt chỉ số không khí á, nó tốt hơn rất là nhiều. Bởi vậy là mọi nhiều người cũng đang khuyến khích là nhất là với người già hay trẻ em mà nếu như mà chúng ta không quá cập dập về thời gian di chuyển thì chúng ta có thể sử dụng phương tiện công cộng để làm sao mà có cái bầu không khí trong lành hơn khi mà mình di chuyển trên một quãng đường dài. Nói đến những câu chuyện này thì chúng ta thấy được rất nhiều lợi ích từ việc tham gia các phương tiện công cộng dành cho trẻ nhỏ cũng như những rủi ro. Tuy nhiên ta thấy là rủi ro nó là những hạn chế nho nhỏ thôi và chúng ta có thể phòng và tránh được. Khi nãy thì quý vị cũng có thể thấy là chị Vân Anh cũng như là Phương Thảo trò chuyện vấn đề này rất là rôm rã và Quyên gần như bị gạt bỏ ra khỏi cái chủ đề này luôn. Vì thực tế cuộc sống là vậy thật. Hồi nhỏ là ba đưa đi đón về cho tới hết năm lớp 11 cơ. Và nếu mà có đi xe buýt thì mấy may ra là do ba quá bận. Thì lúc đó là anh trai đi học và anh trai sẽ dắt em rồi tới bến xe buýt đợi cùng rồi cho em lên xe. Anh có muộn học cũng được nhưng mà phải cho em lên xe rồi anh mới đi. Thì em chỉ biết đi xe buýt là hên xui lắm em mới phải bước lên xe buýt thôi. Nên cái kinh nghiệm của em cũng ít ỏi như vậy. Nếu mà quý vị nào ở nhà mà tới bây giờ vẫn cứ chăm con, thương con giống như Quyên đã từng như vậy mà cảm thấy bây giờ mình muốn tập cho con đi thử xe buýt như thế nào thì có thể quý vị nghiên cứu cái phương pháp của những ông bố bà mẹ Nhật và họ dành cho con trẻ của họ khi mà từ nhỏ đó các em phải tự tập những cách là đi bộ đến trường học này rồi tham gia các phương tiện công cộng như lên tàu điện ngầm, xe buýt các thứ như thế nào. Thì quý vị cũng có thể nghiên cứu thử cái phương pháp này xem sao. Tại vì đối với xứ sở hoa anh đào thì các trẻ em ngay từ khi còn nhỏ thôi, những đứa trẻ mới 6-7 tuổi là đã phải tự chuẩn bị hành trang mỗi sáng và lên phương tiện công cộng một mình để đến trường. Hay là tại Phần Lan thì các em cũng tự đi bộ hoặc là xe buýt. Điều này rất là tốt để trong giúp cho trẻ định hình và hình thành cái tính cách độc lập của các em. Và để rõ hơn thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự nói về bố mẹ Nhật Bản cho con tự đi học một mình bằng xe buýt như thế nào. Tôi tên là Satoko Ando, năm nay tôi 39 tuổi. Gia đình chúng tôi có 3 thành viên, chồng, con gái và tôi. Cháu là Noe Ando. Cháu 7 tuổi ạ. Do nhà Ando cách trường khá xa, cô bé 7 tuổi không những đi bộ mà còn phải đổi tàu tại hai bến, trong đó có bến Shinjuku, được mệnh danh là ga tàu điện ngầm đông đúc nhất thế giới. Nhà chúng tôi cách trường học của cháu khá xa, vì vậy con bé đến trường bằng tàu điện. Con gái tôi đi đến trường một mình. Cháu tự đi bộ đến ga tàu, sau đó cháu bắt tuyến Yamanote đến bến Shinjuku, rồi từ Shinjuku cháu đổi sang tuyến Chuo để đi đến bến Kokubunji ạ. Vâng, cháu phải tự xoay sở một mình, bố mẹ sẽ không ở bên cạnh, vì vậy cháu sẽ phải tự học cách giải quyết vấn đề. Nếu lạc đường hoặc bắt nhầm tàu, cháu sẽ phải tự tìm ra cách để giải quyết. Nếu không làm thế, sẽ không thể về đến nhà.
Chúng ta thấy rằng là ở mỗi quốc gia thì có những cái quan điểm chung về việc nuôi dạy con cái. Và tại Nhật Bản hay là nhiều nước phương Tây thì chúng ta thấy rằng là các gia đình đề cao tới tính tự lập của con, để làm sao mà con có thể học cách để giải quyết các vấn đề trong chính cuộc sống của mình, hay là tham gia môi trường xã hội, môi trường cộng đồng từ rất là sớm, chứ không có thói quen là bao bọc con quá nhiều. Và để rồi đến khi mà con đến ngưỡng trưởng thành thì đôi khi vẫn không biết là phải loay hoay giải quyết những cái vấn đề phát sinh như thế nào. Tuy nhiên khi mà chúng ta chấp nhận việc là để con tham gia môi trường xã hội sớm thì cũng phải lường trước được những rủi ro. Và điều đó thì đòi hỏi là bố mẹ sẽ cần phải trang bị cho con không chỉ là kiến thức mà còn kỹ năng và bản lĩnh để làm sao mà chúng ta có thể tránh được những nguy cơ có thể xảy ra với bản thân và có thể giải quyết những tình huống. Ví dụ như trong phóng sự vừa rồi thì cũng có kể đến, đó là nếu như mà con lên trễ tàu này hay không bắt được tàu hay là có vấn đề gì thì con cũng sẽ phải tự biết cách để làm sao mà mình vẫn có thể đến được trường này hay là vẫn trở về nhà được, đúng không? Chính xác ạ. Con thì chắc chắn là khi mà bố mẹ đã có được sự lựa chọn thì con cũng phải thích nghi dần. Bởi vì bình thường thì ở người dân Việt Nam thì Phương Thảo thấy rằng mọi người cũng tin tưởng hơn khi mà con đã trong cấp 2 thì từ lớp 6, lớp 7 là mọi người bắt đầu, con cũng bắt đầu đi xe buýt. Nhưng chúng ta theo dõi những hình ảnh ở Nhật Bản thì đôi khi con chỉ mới cấp 1 thôi hoặc là lớp 1 thôi cũng đã sử dụng xe buýt hay là xe điện tàu điện ngầm, đúng không ạ? Và rõ ràng là mình thấy rằng tùy những cách giáo dục mà chúng ta lựa chọn và con cũng sẽ có những cách thích nghi. Và thật sự là cũng rất là hâm mộ và khâm phục những người dân Nhật Bản và đặc biệt là các bạn nhỏ nữa. Bởi vì Phương Thảo có con rồi, bây giờ nghĩ rằng bây giờ cho con đi tự đi xe buýt á, thì cũng cảm thấy rất là lo lắng luôn, đặc biệt là với khi con mình còn nhỏ ạ. Tại vì nhưng mà mình thấy rằng ở những nước Nhật Bản hay là những nước khác á, thì hành trình di chuyển có lẽ là xa hơn ở Việt Nam. Việt Nam đa số là các gia đình thì cũng cố gắng là cho con học ở những ngôi trường mà gần nhà thôi, thì cũng sẽ tiện việc đưa đón. Bởi vì thật ra nha, nếu mà em thấy là con mà đi được xe công cộng hoặc là tự đi xe riêng bằng xe đạp của mình thì cũng rất là thuận tiện cho bố mẹ. Ví dụ như là Phương Thảo đi dẫn ở đài thì cách nhà khoảng tầm là 12 cây số, thì cái việc là từ 4 giờ cho đến 5 giờ rưỡi là mình phải vội vã chạy về nhà để đi đón con. Thực sự là bố mẹ cũng gặp những cái chút áp lực, ví dụ như công việc đang có sự gian dở này, hay là đôi khi trên đường đi chúng ta sẽ có tâm lý là vội vã hơn khi trong cái lịch trình di chuyển của mình. Rõ ràng là khi chúng ta tạo cho con sự tự lập thì con cũng sẽ giúp ích cho chúng ta, bên cạnh đó thì con cũng sẽ trưởng thành hơn rất là nhiều. Thực ra thì với câu chuyện của Thảo thì chị nghĩ là về mặt bằng chung, khi mà theo dõi đồng phóng sự vừa rồi, nhiều người sẽ nói rằng là các phương tiện công cộng ở Nhật Bản hay ở các nước tiên tiến họ hỗ trợ, hay cũng như là về mặt giao thông đường bộ họ hỗ trợ tốt hơn để cho các trẻ có thể tự lập. Nếu đó là tâm lý của các ông bố bà mẹ ở Việt Nam khi xem sẽ nói như vậy để thể hiện đi sự lo lắng của mình. Nhưng mà thực sự khi chúng ta muốn thì chúng ta sẽ làm được. Đúng thôi rồi. Chẳng hạn như là trong quá trình mà em được vài lần đi dùng xe buýt thì em cũng thấy rằng là nếu mà anh trai của mình này tuy là lớn hơn vài tuổi nhưng chỉ cần đặt niềm tin cho mình là dặn là chỉ tới biển bảng xe buýt này thì em sẽ nhìn thấy xe số này, em lên này thì cái chữ này để trước, chữ này để sau, có nghĩa là em đang đi từ bến này và em đến bến này, thì dặn cứ lên đó, cứ hỏi người lớn là em sẽ biết được là em sẽ xuống bến nào. Thì với những cái cách mà người lớn hoặc là anh chị lớn hơn mình dẫn dắt mình đi những cái lộ trình xe buýt vài lần, trẻ sẽ quen, không chỉ tăng được cái tính đầu tiên là biết đi xe buýt như thế nào, biết các chỉ, biết các con số trên xe buýt rồi, cũng như các loại tên trên xe buýt nó có ý nghĩa gì, mà bên cạnh đó còn tăng được một tính độc lập, đó là trẻ có thể vượt qua nỗi sợ để bắt đầu học được tính hỏi đáp với lại người lớn, và học được cách để có thể nhận biết ra được là khi chúng ta muốn hỏi thì chúng ta sẽ hỏi như thế nào, và khi chúng ta đáp lại chúng ta sẽ đáp ra sao. Và bên cạnh đó chúng ta cũng dần học được cái cách nhận ra được những sự nguy hiểm thông qua cách trả lời của người khác đối với mình. Chính xác là như vậy. Và khi mà tham gia giao thông ấy thì Vân Anh thấy có một câu mà chúng ta hay nói, đó là đường là ở miệng mình, tức là hoàn toàn chúng ta có thể làm sao hỏi đường, hay là có sự cố gì chúng ta có thể hỏi những người xung quanh để biết là mình nên bắt xe nào, mình di chuyển như thế nào. Bởi vì cũng có những lần mà thực tế là mình bị lỡ xe hay là mình phải quay lại để trở về cái nơi mà mình đã bị lỡ trước đó do ngủ quên á, thì cũng không biết là liệu phải sang đường bên kia có đúng cái xe đấy hay không, hay là phải bắt lại xe nào. Hoặc là đôi khi mà chúng ta muốn tìm điểm đến một đâu đó mà chúng ta không biết là chúng ta sẽ đi xe số bao nhiêu, thì có thể đến xe buýt và hỏi mọi người xung quanh. Thêm nữa thì là nếu như những gia đình có con nhỏ thì có thể trang bị cho con sẵn một tấm bản đồ xe buýt để con có thể xem được bản đồ, xem trên tuyến đường nào thì có xe nào, lộ trình ra sao để con có thể nắm được. Và bây giờ thì các bạn cũng đã sử dụng điện thoại từ khá sớm, và nếu như có vấn đề gì hay sự cố gì thì các bạn có thể gọi cho bố hoặc là mẹ mình. Nếu như các bé còn quá nhỏ thì hãy chuẩn bị cho bé một mẩu giấy ghi lại số điện thoại của bố mẹ, hoặc là hãy ghi nhớ số điện thoại của bố mẹ bằng một con số thôi. Ví dụ ấn số 1, đó sẽ được số điện thoại của mẹ.
ấn số 2 là số điện thoại của bố chẳng hạn, để khi mà có sự cố trên đường thì bé có thể ngay lập tức gọi điện thoại cho người thân. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể dạy trẻ những ứng xử khi mà tham gia phương tiện công cộng. Ngoài việc là biết hỏi đáp ra thì cần phải biết là hét lên, hô hoán để xử trí như thế nào khi gặp nguy hiểm, đúng không? Dạ vâng, chính xác. Với cái cách này thì cũng giúp cho trẻ xử lý tình huống tốt hơn khi gặp những vấn đề trong giao thông. Trong nhà trường của bé Phương Thảo khi mà mới chỉ 4 tuổi thôi thì nhà trường cũng đã chủ động dạy trẻ những cái cách để có thể là nhờ sự trợ giúp hoặc là kêu cứu từ bên ngoài. Ví dụ như khi có người lạ làm hại đến bé thì bé sẽ kêu và hét to, bên cạnh đó sẽ chạy đi thật nhanh. Với những cái tình huống ví dụ như là bị mắc kẹt trên xe buýt nhưng mà làm sao chúng ta có thể thoát ra được, thì bé nhà Phương Thảo cũng đã chia sẻ rằng con có thể lấy cái búa ở trên cửa của xe buýt và con gõ vào để con có thể thoát ra. Và thật là bất ngờ khi mà nhà trường cũng đã có sự đồng hành với gia đình cũng như là với tất cả các bé khi mà chia sẻ những cái thông tin này, bởi vì nó thực sự hữu ích với các trẻ luôn. Với gia đình thì đôi khi không chỉ là việc mà chúng ta thấy rằng trẻ có những cái kinh nghiệm như chị Hồng Quyên và chị Vân Anh chia sẻ đâu, mà khi mà đi xe buýt Phương Thảo thấy có một ưu điểm nữa, đó là bé đã học được cách biết nhường cho những người lớn tuổi nè, biết nhường cho những phụ nữ mang thai hay là những bé nhỏ hơn mình. Và đây là bé cũng học thêm được cách sẻ chia trong cuộc sống, đúng không ạ? Chính xác là như vậy. Chúng ta có thể thấy rằng là khi mà để trẻ tham gia vào môi trường xã hội thì trẻ sẽ phải tương tác với mọi người. Và chính từ những cái bài học thực tế cuộc sống đó sẽ cho trẻ rất là nhiều những cái kỹ năng và trải nghiệm, đúng không? Và mà với những lợi ích mà chúng tôi chia sẻ thì hy vọng là sẽ làm giảm dần đi những nỗi lo lắng của các ông bố bà mẹ. Bởi vì chúng ta thấy rằng là khi con tham gia phương tiện công cộng không chỉ là phần nào chia sẻ bớt đi những cái gánh nặng khối lượng công việc của người lớn trong cuộc sống hàng ngày, mà bên cạnh đó còn giúp con tăng thêm những kỹ năng trong cuộc sống. Và quan trọng hơn nữa, các con ngày càng trưởng thành hơn khi dần tương tác với mọi người và học được rất nhiều những bài học hữu ích thông qua việc tham gia các phương tiện giao thông công cộng.